Trương Đình Anh của FPT, gương mặt trí thức trẻ Việt Nam, có tài nhưng mà lại hơi tự tin. Ngày đầu dám tuyên bố với báo chí phấn đấu đến năm 40 tuổi sẽ có thể trở thành thủ tướng. Trần Bình Minh khá điển trai đấy chứ, nhưng mà sao lần nào xuất hiện trên tivi anh ta cũng chỉ kêu gọi mọi người ngăn chặn tình trạng rác thải nước thải, chặt phá rừng. Không hiểu ngoài việc tích cực tham gia bảo vệ môi trường anh ta còn thích cái gì nữa không nhỉ? Thể thao. Lý Đức à? Đạt tiêu chuẩn về hình thể. Nhưng nghe đâu tiền cát xê biểu diễn chỉ mỗi phục vụ cho việc bồi bổ cơ thể. Sao? Vấn đề văn hóa thể thao xem thế nào? Văn hóa thể thao Lam Trường, Lê Tuấn Anh đẹp trai nhưng mà ở xa quá. Hoàng Nguyện Cầm làm thư thì hay nhưng chỉ thích vợ dưới 20 tuổi. Trọng Trinh diễn viên, đạo diễn điện ảnh. Được đấy. Nhưng mà nghe đâu ở ngoài đời còn diễn sâu hơn là chị Phi. Ôi giời ơi, thật thà vậy. Khó quá. Làm thế nào bây giờ chứ? Ăn đã. Trường hợp của em xong rồi em ạ. Vâng, cảm ơn chị. Chào chị. Ừ, chào em nhé. Câu lạc bộ dưỡng sinh đăng ký trên gác cơ bác ạ. Không, tôi đến tìm cô đấy chứ. Dạ. Tôi muốn các cô tìm một nửa của mình. Thế xin bác hãy cho biết là các thông tin về bản thân ạ. Tôi là Nguyễn Trường Xuân, 60 tuổi. Dạ. Cựu huấn luyện viên môn cử tạ. Dạ. Thích du lịch, sống nội tâm, thích nghe nhạc, ưa hoạt động, tôn trọng tình bạn, thích trung thực, ghét giả dối, không chịu được tiếng ấy ngủ đâu. Thôi, thế là đủ rồi bác ạ. Thế xin bác hãy cho biết là đối tượng tìm bạn của bác là gì ạ? Tôi muốn tìm bạn gái tuổi trên 30 nhưng không quá 35. Khá khỏe mạnh, vóc người cân đối, chiều cao 1m6 trở lên, và cân nặng thì không quá 50 cân. Tóc dài này và học vấn có này, nghề nghiệp ổn định này, thu nhập khá này, hộ khẩu ở Hà Nội, chỗ ở độc lập, có phương tiện đi lại mà chưa kết hôn lần nào. Theo cháu như thế cũng là quá đủ rồi bác ạ. Chị ơi, tôi xin bác phở. Thank you.
Em vào màn lại đi, cửa màn ở đằng kia cơ mà. Ê, được ăn như thế. Em hãy để miếng thịt bò xuống. Em hãy để xuống anh vào. Rồi, tới đâu cũng vào trong bụng mà anh ăn thế này cho nó tiện. Không, em cứ để xuống, ngay anh đi. Đây này, em xem anh này. Đặt miếng thịt bò vào nhé. Này, em thái nhỏ ra. Như vậy đấy, thái nhỏ ra, cố lên. Ơ kìa, có cái việc như thế mà em cũng không làm được à? Thưa quý vị và các bạn, quả thật là nếu nói về khái niệm người bạn đời lý tưởng thì có rất nhiều điều mà chúng ta có thể bàn bạc, có thể trao đổi. Nhưng mà bây giờ Vân muốn thông báo đến quý vị và các bạn, chương trình của chúng ta hôm nay ngoài anh Chí Trung và chị Ngọc Huyền còn có một khách mời thứ ba, đó chính là diễn viên vừa đóng vai cô gái trong bộ phim mà chúng ta vừa xem. Xin được giới thiệu diễn viên sân khấu điện ảnh Tú Anh ạ. Thưa các bạn, chị Tú Anh ạ. Là chị đã thật sự tỉnh hẳn khỏi giấc mơ mà chị vừa mơ chưa? Thế còn những bộ phim nào khác hay là một vở kịch nào khác mà khi chị đóng xong rồi chị vẫn cứ bị bàng hoàng và vẫn cứ bị ám ảnh bởi cái vai đó mãi không ạ? Những cái vai của mình ấy ở trong kịch bản thì luôn luôn có cái tên gọi, ví dụ như thằng cu, con bé, cô này, bà kia, thậm chí cái chị ấy. Nhưng mà lần này thì khi mà nhận kịch bản nó lại có một cái tên mà mình được đóng một cái vai nhân vật mà có cái tên rất mỹ miều, đấy là nàng. Nàng, lần đầu tiên đấy ạ. Và chắc thế này thì cũng sợ lắm, bởi vì nếu mà nàng mà lại được một cái anh chồng như thế thì chắc sợ lắm. Chị Huyền, em thấy chị cười rất là tươi và có vẻ có một cái gì rất là sung sướng. Vẫn không biết là anh Trung ở nhà sau khi chị đi vào nhà xong thì anh coi cầm đôi dép anh quay lại như là chúng ta vừa xem không ạ? Từ hôm nay em để dép thoải mái. Anh Trung thì cũng không đến mức là quay ngược, nhưng mà cũng dạy sắp xếp cho nó đúng. Vẫn không ngờ là anh Trung cũng là một người kỹ tính như thế. Trông anh thì có vẻ rất là phóng khoáng phải không ạ? Một tại cái gì là đó, cái đôi dép mà Huyền để nó khủng khiếp hơn chúng mình nhiều. Dường như Vân có cảm giác là anh không phải là một người kỹ tính mà anh là một người lo lắng và quan tâm đến vợ mình biết bao. Vân nghĩ thế. May quá có các Thảo Vân cứu. Bây giờ phải hỏi đến anh Trung với chị Huyền ạ. Thế còn anh chị thì sao ạ? Cái thời mà anh chị trước khi mà kết hôn ấy ạ, khi mà còn thậm chí còn chưa gặp nhau ấy ạ, thì anh chị có đặt ra cho mình một cái mẫu lý tưởng nào đó không ạ? Chưa kịp đặt thì đã yêu mất rồi. Đúng rồi. Thì chết. Ví dụ như là con của anh chị bây giờ cũng lại bắt đầu có ý định yêu từ khoảng 16, 17 thì anh chị... Ôi chết chết. Không được. Nếu mà con nó tìm được một người tốt như anh thì cũng cho nó yêu. Chị chủ ơi! Chị ai chủ đây, ơi! Gọi gì đây? Chị chủ ơi! Đây! Ôi trời ơi, ai thế này? Sao trông như là Ả Rập Xê Út thế này? Út cái gì? Tôi nhận ra rồi, chào bác. Nhưng mà nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi hẹn bác là thứ tư. Sao hôm nay mới thứ hai bác đã đến? Tôi đến đây lúc nào kệ mẹ tôi. Chị còn hỏi tôi đến đây làm gì à? Tôi đến đây để chút giận. Phòng chút giận. Quý vị đã nghe nói đến bao giờ chưa ? Xin giới thiệu để quý vị được biết nhé. Trên đời này có nơi làm quý vị tức giận thì sẽ có nơi để quý vị chút giận. Quý vị nào có điều gì phiền muộn xin hãy đến ngay với chúng tôi.
phòng chút giận. Thôi 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 chị ơi, chị đừng quảng cáo tiếp thị gì nữa. Ở dưới người ta sung sướng lắm. Tôi đây này, tôi đang cần một chút giận thế này. Sao ạ? Thế chắc là bác gái ở nhà lại làm gì bác ạ? À? Làm gì à? Chị nhìn thế này. Úi trời ơi. Chết chết chết. Mọi người xem có dã man, có tàn ác không? Chị mang ngay bà ấy ra đây cho tôi. Vâng vâng, bác yên tâm, tôi sẽ mang ngay. À bác ơi bác, trong lúc chờ đợi bác phải chuẩn bị tinh thần cho nó thật là chín muồi vào nhá. Không phải chuẩn bị nữa, tinh thần cứ chín muồi. Đây, xin mời bác. Đây, 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 đây. Đây, mô hình bác đặt đây. Xin mời bác. Vợ tôi đây. Vâng, bác gái đấy hả? Mô hình tôi đặt chị làm đấy. Dạ, đúng ạ. Trông thì tương đối giống, vâng. Nhưng mà chưa được hoàn hảo lắm chị. Sao ạ? Còn cái gì khiếm khuyết bác cứ nói, tôi sẽ sửa chữa ngay ạ. Cái bộ mặt tươi tỉnh này chỉ khi nào bà ấy ngồi trước gương tự nhìn ngắm mình thì mới có. Hoặc là khi bà ấy gặp đám bạn bè cũ cùng lớp ngày xưa. Chứ khi bà ấy nhìn thấy tôi đang vui, bà ấy chuyển sang nhăn nhăn, nhó nhó như quỷ dạ xoa. Dữ dằn như con hổ cái cơ. Bác yên tâm, ở đây chúng tôi có máy điều khiển từ xa. Có thể căn cứ theo yêu cầu của khách hàng mà thay đổi các bộ mặt trạng thái tình cảm khác nhau. Bác xem đi nhá. Giơ tay lên. Quay một vòng. Đây. Hạ tay xuống. À, cười. Nghe như là từ phim ma. Bác biết không, không những thế nó còn có thể giống, nói được giống hệt tiếng bác gái ở nhà. Bác nghe thử nhá. Hệt tiếng vợ tôi không. Ở nhà. Nói. Này, tôi nói cho ông biết nhá. Tháng này ông đưa tiền lương về hơi ít ấy. Nào là tiền điện, tiền nước, tiền vệ sinh, tiền đi học cho thằng lớn. Chưa. Lập tức bắt bà ấy câm miệng lại. Sao có cái thứ người gì mà cứ nhìn thấy mặt chồng là đòi tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền đi chợ. Cứ làm như tôi không mang ngần đi tiền về thì tôi không phải là giống người. Nào bây giờ bác đã ưng ý chưa? Vâng. Bây giờ mời bác bước vào giai đoạn chút giận đầu tiên. Dạ. Bác, dừng lại. Đây là giai đoạn động khẩu không động thủ. Tức là dùng lời nói. Tức là dùng mồm miệng nhưng không dùng chân tay. Đúng rồi, chút giận bằng lời nói. Tức là tôi được phép chửi mắng vợ tôi thoải mái. Thoải mái. Mà không sợ bà ấy tiêu lại. Đúng rồi. Nào mời bác. Chị ơi, chị đứng gần đấy nhá. Nếu thấy bà ấy nhào thì túm lại luôn. Bác yên tâm. Tôi nói chị đừng chủ quan như thế. Đã mấy lần tôi nhờ hàng xóm đuổi theo mà không kịp. Nào xin mời bác bắt đầu. Này, không thấy nó phản ứng nhanh như ở nhà. Này, tôi nói cho bà biết nhá, bà đừng tưởng bà ức hiếp tôi đâu. Bà có coi tôi là giống người không? Bà có coi tôi là thằng chồng của bà không? Hay chỉ là thằng đầy tớ trong nhà này? Hàng ngày đi làm, bà khám túi trên, bà lần túi dưới. Bà để cho tôi có 3.000. 3.000 ăn sáng, uống cà phê, đổ xăng xe máy. Thử hỏi tôi chi tiêu như thế có bằng chi tiêu của thằng bé bán báo tổ xa mẹ không á? Mắng như thế mà không biết nhục à? Mắng như thế mà cứ nhân nhân cái bộ mặt đấy nhờ. Tôi sẽ ly hôn với bà. Bây giờ số người ly hôn ở trên thế giới còn nhiều hơn số người kết hôn. Một thời đại đấy. Tiếp tục đi bác. Sao thế ạ? Sao bác chỉ mắng chửi có thế thôi ạ? Hết rồi. Sao ít thế ạ? Dạ mấy chục năm nay hôm nay chửi nhiều nhất ấy. Nào, bây giờ mời bác bước vào giai đoạn chút giận thứ hai. Giai đoạn thứ hai. Giai đoạn không cho ăn đòn. Đúng rồi. Không biết thế nào là lễ độ. Đúng rồi. Tôi xin lỗi các nào, bác. Nào, xin mời bác. Tôi xin lỗi các bác chứ với đàn bà mình không cho ăn đòn, họ không biết thế nào lễ độ. Xin mời bác. Yeah! À chị ơi, nhưng mà đấm vào đâu trước? Vào đâu cũng được bác ạ, mặt mũi tay chân, không thì bác cứ cấm thẳng vào đầu đi. Thôi đánh người không nên đánh vào đầu. Sao đấy ạ? Đánh vào đầu làm hỏng y xe đấy. Bác ơi, nhưng mà bác gái ở nhà đánh bác thâm hết cả mắt đi thôi. Ôi dồi, bà quá quắt lắm. Trong hội nghị giữa cơ quan của tôi mà bà ấy giang tay tát cho tôi một cái. Thế này nó mắt. Chết. Chả gì tôi cũng là sếp một cơ quan lớn. Đúng rồi. Là người có chức có quyền mà tôi đang phát biểu oánh cho thế à. Đấy. Đúng không? Không được. Dạ. Vâng, thưa quý vị, dạy dỗ vợ con là trách nhiệm của các ông chồng. Đúng, dạy dỗ vợ con là trách nhiệm của các ông kia.
Điều này chứng tỏ bác là người cực kỳ sợ vợ. Ai bảo tôi sợ vợ? Mắng tôi mắng lại, oánh tôi oánh lại. Chị nhìn thế này. Cái gì đấy? Ôi trời, tôi chết chết rồi. Xin lỗi bác, nhân đây là ruột ruột cả. Bác hẹn là thứ tư bác đến mà hôm nay thứ hai bác đã đến, thành ra máy móc nó chưa được hoàn hảo lắm. Xin lỗi bác nhé. Mọi người ơi, ước mơ ngàn đời của tôi nay đã thành sự thật. Đấm vợ tôi lòi ruột. Chị ơi, chị ơi, chị cho tôi đấm lòi thêm một số thứ nữa được không chị? Bác, để lần sau. Bây giờ mời bác bước vào giai đoạn chút giận cuối cùng. Giai đoạn cuối cùng. Giai đoạn một sống. Một sống. Một chết. Một chết. Nào, xin mời hai bác quyết đấu. Rồi, sống khổ như thế này thì chết mẹ được sao? Thôi, không nên quyết đấu. Dù sao chúng tôi cũng là vợ chồng, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân như. Vợ tôi khóc. Mọi người ơi, mấy chục năm nay hôm nay em mới thấy vợ em khóc. Mình ơi, mình đừng khóc nữa, anh hết giận rồi mình ơi. Anh xin mình đừng khóc nữa. Chị ơi, chị cho tôi mượn cái khăn mùi xoa, tôi lau nước mắt cho bà ấy. Bác nhầm rồi. Đây không phải là bác gái đâu, đây chỉ là cái mô hình thôi. Nhưng mà khóc đây này. À vâng vâng, bác ơi chắc là bác mệt quá rồi, bác choáng, để tôi vào tôi pha cho bác một lách tách cà phê nhá. Thôi, không cần cà phê, không cần cà phê, không cần nước sôi tắm rửa gì đâu. Để nguyên là những giọt mồ hôi chiến thắng nó chảy trên thân thể tôi. Vợ tôi khóc vì tôi. Thế mà trước đấy một phút tôi vừa đấm vợ tôi lòi ruột. Nhưng mà mình chỉ dám đấm vào cái mô hình, chứ về nhà có dám động đến cái lông chân của bà ấy đâu. Nhưng mà thôi quý vị ơi, hỡi những quý ông khốn khổ như tôi ơi. Này, méo mó có ăn không? Bây giờ tôi sung sướng quá.